Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài luyện tập thao tác lập luận phân tích trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 trang số 43 Đầu tiên chúng ta cùng trả lời câu hỏi số 1 Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác anh chị hãy phân tích hai căn bệnh trên Trước tiên là thái độ tự ti tự ti là tự đánh giá thấp mình nên thiếu tự ti tự ti là hoàn toàn khác với khiêm tốn những biểu hiện của thái độ tự ti là không dám mạnh dạng đảm nhận những nhiệm vụ được giao cũng như nêu ý kiến của bản thân nhút nhát tránh những chỗ đông người có thể biểu hiện thêm về vẻ lầm lì ít nói ít chia sẻ không dám tin tưởng vào năng lực sở trường sự hiểu biết của mình tác hại của thái độ tự ti là sống thụ động không phát huy hết năng lực sở trường vốn quá, ít có giao lưu, học hỏi về kiến thức cũng như kỹ năng, không hòa đồng, ít có đóng góp cho tập thể. Không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Thái độ sống hợp lý là nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân trước mọi người và đàn đông. Tiếp theo là thái độ tự phụ. Tự phụ là thái độ đề cao quá mức bản thân, tự cao tự đại đến mức coi thường người khác, tự phụ khác với tự hào. Những biểu hiện của thái độ tự phụ là luôn đề cao quá mức bản thân, luôn tự cho mình là đúng, bác bỏ ý kiến cũng như sự góp ý của người khác, sẽ có quan điểm bảo thủ không biết lắng nghe, khi làm được một việc gì đó lớn lao thì thậm chí còn tỏ ra coi thường người khác. Tác hại của thái độ tự phụ là không đánh giá được đúng năng lực như nhận thức của chính bản thân mình, không khiêm tốn không học hỏi, công việc dễ thất bại, dễ bị cô lập do lối sống ích kỷ khó hòa nhập với tập thể cộng đồng. Chúng ta cần có thái độ sống hợp lý, cần phải biết đánh giá đúng bản thân để phát huy hết những điểm mạnh cũng như có thể khắc phục hết những điểm yếu, tiếp thu, học được những ý kiến đóng góp, những lời khuyên của mọi người xung quanh. Câu hỏi số 2, phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, ẩm uệ quan trường miệng thiết loa, Hai câu thơ sử dụng từ lấy tượng hình, lôi thôi và tượng thanh ậm ẹ, từ đó hình dung cụ thể hình dáng cử chỉ lời nói của sĩ tử và quan trường, làm cho quang cảnh thi trở nên nhốn nháo, ô hợp, mất đi vẻ trang nghiêm của một kỳ thi do quốc gia tổ chức. Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp trong lôi thôi sĩ tử và ẩm huệ quan trường nhấn mạnh và tăng sức khái quát về hình ảnh của sĩ tử và quan trường, quy cách, dáng vẻ của họ không đúng với những gì người ta tưởng tượng mất đi quy chuẩn vốn có. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn luyện tập thao tác lập luận phân tích trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 trang số 43. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt.